mà nhắc đến Nhật Bản thì các bạn sẽ nghĩ ngay đến điều gì đầu tiên? Có thể là du lịch nè, con người nè, văn hóa nè, ẩm thực nè. Vậy thì ngày hôm nay các bạn phải nói tới nền học tập, nền giáo dục ở đây nữa. Có rất nhiều những học sinh ngày đêm học tập và học rất là giỏi. Và Miko nghĩ đó cũng là lý do tại sao du lịch kỳ thú cử Miko tới đây. Tại vì Miko học giỏi mà. Và các bạn biết không, Akita là một tỉnh đứng đầu của đất nước Nhật. Có rất nhiều những học sinh, sinh viên học giỏi, đạt thành tích cao. Và đặc biệt tại Akita lại có trường đại học của Akita. Có rất nhiều du học sinh đến đây để du học và đạt được thành tích tốt. Miko sẽ đi kiểm chứng có đúng không nha. Đây là khuôn viên của trường. Các bạn thấy khuôn viên trường rộng rãi, thoáng mát không? Nhiều cây xanh mà mùa này là đẹp thời tiết rất là mát mẻ. Cây đẹp, chuẩn bị chuyển qua lá đỏ, chắc chắn là khung cảnh sẽ rất là đẹp. Rất là thích hợp để mình có thể thư giãn sau mỗi tiết học căng thẳng. Mình coi thư viện đầu tiên là mình sẽ biết được là mức độ đầu tư hoành tráng như thế nào. Đây là nơi mà quan trọng nhất của một ngôi trường. Trái tim của một ngôi trường. Tôi học, ngu lắm. Vô tôi quậy chứ làm gì. Trong khung cảnh lãng mạn này, mình chờ đợi một người đồng hương từ Việt Nam đang nghiên cứu tại đây. Không biết anh Lợi bao giờ mới tới. Đợi anh, lá đã vàng còn đó em chào anh. Trời, anh này người Việt. Tôn Thất Lợi. Hello anh. Anh là anh Lợi à? Anh là Lợi thế. Dạ. Anh là người miền Trung hả? Anh người miền Trung, quê anh ở Huế. Nhưng mà tại sao hồi đó anh lại chọn trường Akita? Lúc mà thời điểm năm ba thì cơm ăn cũng chưa biết rõ về nên ở đây lắm. Hồi đó là Tokyo một năm thì cũng là muốn trở về Tokyo, nhưng mà có thể là không theo những nguyện vọng của mình. Rồi duyên là đưa mình đến nè. Vậy bây giờ ở trường em mới tới là tụi em chưa biết gì hết. Anh thấy ở trường có gì đặc biệt nhất anh giới thiệu với em được không? Lớp học của thầy Mishima đấy. Dạ, rồi, đây ạ. Ồ, anh này chắc học giỏi lắm ha. Tôi tới đây tôi mặc bộ đồ này thì anh nói là em mặc đồ còn giống Nhật hơn mấy bạn ở đây. Tại vì ở đây giống như quê vậy. Em thấy sinh viên ở đây đi học bằng xe đạp nhiều ha. Thì em thấy người ta học sinh ở đây thường họ ở rất là cân tường á. Anh có chiếc xe đạp nào ở đây không? Anh có xe của anh để đâu từ nhà đâu kia. À vậy là anh cũng đi xe đạp đi học. Anh cũng đi xe đạp. Bây giờ là mình đi gặp thầy của anh. Thầy của anh. Thầy của anh là cái thầy liên quan làm về những cái về thiết bị y tế đồ chữa trị cho người. Thiết bị y tế. Ừ, vâng, về thầy anh đang làm việc rồi không? お疲れ様です。お疲れ様です。こんにちは。こんにちは。私はミコです。あ、でも thầy。Dạ, thầy ơi, ở trường của mình á là khoa của mình có nhiều du học sinh Việt Nam không ạ? 外国人の留学生は今200人ぐらいいるのかな。あ、大学ですね。でもベトナムの留学生は Em được biết á là Akita là một tỉnh có rất là nhiều học sinh giỏi, coi như là giỏi đứng đầu của nước Nhật Bản. Thầy có thấy tự hào vì là một giáo sư của một trường đại học danh tiếng tại Akita không ạ? Akita の子供たちは日本で学力が一番なんですね。で、それは秋田県のとても安全な治安と日本で一番治安が良くて。自然も豊かで食べ物もいい。それが秋田の学力がナンバーワンの理由だと思います。ああ、
giờ em rất là thích học ở đây rồi, nhưng mà điều kiện làm sao để cho học sinh Việt Nam được học ở đây hả thầy? Hiện tại Akita Đại học thì là Việt Nam và các nước ngoài du học sinh đều chào đón, đại hoan nghênh してますので、ぜひ いろいろな入試用意してますので、アプライしてもらえると嬉しいです。もう彼は日本で今年ドクターを取るんですけれども、日本で100人の1人に入っていて、ドクターの1年生で日本政府から月30万円の奨学金と年間150万円の奨学金をもらって今研究している優秀な学生さんなんです。Đây là có nghĩa là anh này coi như hoàn hảo, là coi như là đang trong một cái điều kiện rất là tốt, học tập nghiên cứu rất là tốt, một khoản lương từ chính phủ mà tài trợ cho anh nghiên cứu. Bên cạnh đó anh cũng là một người rất là hoạt ngôn, nên mọi người không có gì phải lo lắng về anh được. Hay đó, thầy dạ em cảm ơn thầy rất là nhiều, chúc thầy nhiều sức khỏe để làm việc ạ. Sắp tới đây anh sẽ dẫn em đến là một cái viện bảo tàng của lịch sử, là về nguồn gốc ngôi trường mình. Là viện bảo tàng. Trong bảo trường, trong khuôn viên trường mà có một cái viện bảo tàng. Đúng rồi đó. Có rất nhiều các mẫu đá. Đây là những cái mà mình có thể mua được đó. Mẫu thạch. Mẫu thạch, khoáng sản. Có giá hết nè. Nói chung khoáng sản đồ từ nhiều nơi trên thế giới thôi. Có cái cục này lấp lánh hầu giống bạc quá ha. Pyrite em. Thế rồi, pyrite với FeS2. Nói chung ở đây thì thường ví dụ những cái thay đi từng nhiều khoáng sản khắp cả thế giới rồi. Thì thầy thu thập về. Thu thập về. Wow, mấy thầy giỏi quá. Rồi. Cái này là từ của Nam Bị này. Không phải sao lại tổ sắc màu. Các loại đá của cái trường này học ở trưng bày. Thì bảo tàng của mình đây là thành lập từ một năm 1910. 1910. Rồi có một khoảng thời gian nó bị cháy, nó phải xây dựng lại. Bị cháy ha. Rồi đây là một cái bảo tàng mà bảo tàng về mỏ. Về mỏ khoáng sản duy nhất ở Nhật. Nói chung là nó rất là đặc biệt. Em có một câu hỏi, tại vì em muốn gửi đến cho các thám tử ở nhà. Em phải khoe với anh là đội tụi em á, du lịch kỳ thú là có một đội các thám tử với nhau. Nhưng mà em học giỏi nhất. Sao anh ồ kỳ quá. Đố các bạn là trường Đại học Akita có chuyên ngành đầu tiên của trường là gì? Dễ quá, câu hỏi này giống như cho không các bạn. Trả lời đi. Các bạn có biết lương tháng, một tháng lương của anh Lợi là bao nhiêu không? Treo dạy đó là anh Lợi. Ai trả lời đúng được anh Lợi về dẫn đi ăn bữa. Đâu trả lời đi, đoán đi. Okay, thấy chưa? Về khoáng sản địa chất. Tôi thấy dễ quá, tự nhiên tôi dẫn vô cái bảo tàng này, sao tôi đứng tôi hỏi bài một đống đá thì là địa chất đó. Trả lời đi, rồi Đàm Phương Linh trả lời đi. Địa chất. Em nói cái khác đi em, thí dụ như là địa lý. Địa lý cái gì làm sao mà hợp với cái bảo tàng này? Tôi chắc nha, tại vì á giống như là Toyota, trước khi họ sản xuất ô tô, họ là sản xuất cái gì các bạn biết không? Theo dệt. Đó. Cho nên là Lan Trinh đâu dễ gì dắt vô một cái nơi mà nhìn thấy toàn đá không mà. Thế âm mưu. Tôi biết rồi. Hải sản. Cái con hào đồ đó hả? Ở đây trên núi luôn á. Dễ hả? Đúng rồi. Ai bỏ? Đáp án đó chính là... Vậy thì em vào cái bảo tàng về cái lịch sử của ngôi trường mình. Ngôi trường của mình là ngôi ngày xưa là nói chung viện thần thiên nhiên khoáng sản á.